Dạ Khánh xin chào ông bà cô chú chị em và bạn thân yêu. Chiều nay Khánh mua mấy con ốc móng tay á, về nhà làm cho mẹ với mấy đứa em ăn. Móng tay này dễ nữa hả? Dễ. Biết sao kỳ mấy ngốc kia thì móng mẹ ốc nuôi 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 chứ có 35 ngàn ký dễ. Dễ. Có 35 ngàn ký à, mà cái vỏ nó mỏng lét à, mà toàn là thịt không à. Hồi nãy người ta bó lại một bó bự như vậy nè, cái người ta bán thì cân lên cái này là 1 ký 6, Khánh lấy luôn. Nó còn sống nữa phải không kìa, sống còn sống nè, nó hụt vô nè, chết rồi nè, nó nè, nó hụt vô vậy mà chết vậy nè, thấy không, giống giống nè, không phải nó thun vô vậy mà cái gì nè, còn sống nè. Nè, có con chết đang sống, tại nãy giờ để nó chờ lâu quá. Con này còn cát không ta? Còn chứ, có gì con chết cũng còn một cái gì. Ê, cái vỏ của nó thì cũng có hai cái vỏ, nó giống như chan chan vậy, nó dính lại cái chỗ này dính lại nè. Mà hai cái vỏ, mà có chỗ này thì nó có một cái lớp mềm mềm. Thịt nó ngọt hơn chan chan nhiều. Cái đít gì xuống rồi ta? Nè. Rớt phút phút vậy á. Ủa sao cái này sao nó rớt ngọt hả? Hồi đó không biết nhìn thấy. Ủa thì mấy ghê quá chừng, nhưng mà con nào cũng vậy, anh chết rồi rớt vậy á. Ủa giờ mình rửa. Ấy con này còn sống thiệt nè. Nó chết. Ủa. Ủa sao nè. Nè mình rớt cái đít nó ra thì nó lại rụng ra nè. Thôi. Đây là lần đầu tiên anh biết cái này, không biết là cái gì để rớt thử cái gì đó, nó được nó rụng mấy cái nha. Hết rồi. Nó rụng tới đây à. Con này ngọt quá à, nãy nè. Nãy nó rụng cái giật mình chứ. Vậy là con nào cũng rụng nít vậy hả? Ừ. Con nào cũng thích vậy. Nổi nữa hả? Rồi. Giờ ốc móng tay này á, Khánh sẽ làm món ốc móng tay nướng mỡ hành cho mẹ với mấy đứa em ăn. Giờ cái này giờ sao? Hai muốn lột hay hai muốn không lột? Lột chứ không lột nó có khác nhau không? Con này nướng mẹ chín mà. Nhưng mà hai muốn lột thì lột à. Ừ. Con đít nè. Rụng cái đít nè. Rụng cái đít. Để nếu mà hay để lột sơn cái gì nướng, lột sơn cái gì nướng ha. Cái này nướng một hồi nó có mà mở cái miệng này ra không kìa? Nở chứ, lột lại nở hết rồi. Không, ví dụ mình nướng á, nó có nở cái này ra không? Chết lại nở hết nè. Vậy hả? Vậy thôi mình để gì mình nướng luôn đi. Nướng chảy nước xuống không? Chắc chảy. Thôi lột đi. Vậy thôi bắt nướng đi hay đi cắt xả. Bữa hổm thì có bạn hỏi Khánh là nước ngập này nè là nước ngọt hay là nước mặn, thì nước này là nước ngọt nha, tại vì tháng này á là tháng nước vẫn còn ngọt thì nước này nó sẽ ngọt, mà chuyển qua tháng nước mặn thì nước này nó sẽ bị mặn. Cũng đỡ lắm, mỗi lần ăn cái chạy ra ngoài cắt miếng gì đó, không phải cần chạy đi xa kiếm mua.
để vô đây miếng muối đi tì. Còn chút môi xíu. Ông mặn thở á. Ủa mặn hả? Mặn không? Mặn. Vậy thôi phải để muối. Chờ cho nước nó thôi thiệt sôi lên đi rồi cái mình bỏ ốc vô mình luộc sơ qua cho nó đều. Nghe đâu vậy? Ốc nước ngọt á, hay bỏ muối chứ hay nêm chứ ốc nước mặn hay nêm đến mặn lè luôn. Đó, tại người ta kêu á là để vô miếng muối để cho nó ngã cát. Là ngâm á. Ngâm hay mới bỏ muối chứ. Nó hay luộc hay luộc chết ngắt cái gì vậy? Ủa mà sao bên này nước không ngập ta? Đủ nước chưa? Dư sức luôn á. Ốc mình luộc rồi đúng không? Ốc luộc rồi nhanh. Mấy cái vỏ dừa này nó khô queo chậm lẹ trái lắm. Vậy hay luộc ốc thôi nha. Nước sôi rồi đó hay đổ ốc vô đi. Nước xả nó ra cái mùi thơm ở trong nước rồi. Chứ nó có cái màu xanh xanh vàng vàng nè.
vậy là ngon rồi đó. Em để cái ốc vô đây em lột luôn. Trời nước sôi mình lột cái con ốc nó chín đều. Khánh để lên Khánh nướng luôn. Nào qua quẹt vô mở hành tới bây giờ hay nướng sao? Trời không có hành gì thôi hả? Nè để chế đại vô. Thì nó gớt gì gớt hiểu không? Đó. Cái sợ nó gớt. Rồi nè, chế đại lên. Đó. Ờ Tiên chuẩn bị lấy đồ gấp ra đi Tiên. Dạ nè, tôi ngồi tôi chế đi con gấp cho. Dở đâu dép lên, dép gác không. Nóng quá. Ê, chuẩn bị gấp lên, lấy đồ đựng, lấy đồ đựng. Vừa thôi. Chưa đâu, chưa, từ từ. Chiếc trang lên, vừa lấy đồ hơi chút nữa. Ngon quá. Ngon quá, thiệt ngon luôn. Thẹo luôn á. Đây là cái tô mỡ hành thấm mới vừa ấy nè, mới vừa niêm nếm xong nè. Hôm nay có để hành cháy nè, với lại đường với hạt nêm à. Chỉ vậy thôi chứ không có để muối. Tại vì sợ cái con ốc móng tay này nó đã có vị nặng rồi á. Qua đây nè Tiên. Qua đây ngồi này cho nó gần tới nè. Đây, mình nhìn trang lên gì cũng hấp dẫn lắm luôn á. Vỏ nó mỏng quá nổ á. Nóng móng tay này cũng mập lù à. Vết chích bên đây nè. Qua làm rô hết á, không biết đường rồi, không biết đường tả luôn.
rồi Trang nhánh nhánh lại chút. À, có khi nhiều đâu Trang phớt con cái cũng vũ xuống mà tại vì ốc nhiều quá. Thơm không con? Thơm hay. Thơm mới hạt mỡ hành á. Nhỏ kia nó cũng mất trước đấy, người ta ăn tái cái cũng quay lúc ăn tái ăn. Ôi quá điện thoại. Hết luôn rồi. Nè lấy mấy cái thạch này nè. Lấy luôn. Mấy con ốc này là nó cũng chín hết rồi, nó vừa chín tới luôn á. Rồi Khánh để lên cái nướng mỡ hành vậy là dẫn cho nó thơm, nó ngon. Ủa thấy ghê. Tập lại sao đó là tập lại nồng sắt chứ lại được. Nồng sắt nồng sắt không phải nữa. Nồng sắt. Dơ dơ lắm. Sao nó mày cho tắm cái gì vậy? Nhào nó lội nó đập tên. Khỏi xe con dép kìa. Ở đó dép đi. Ở đó dép vô nhà con ơi. Hả? Lên bờ được rồi, không tắm nữa. Bờ muốn tắm trong thiêu. Vậy thôi mẹ đi mẹ bỏ nha. Đi đâu? Mẹ đi lên tỉnh. Em có lấy gì nè? Ghê á. Rồi con biết con sên không? Con biết ở dưới nước ngập có con sên không? Con sên nó giống như sâu cà đung rồi cà đung vậy nè. Mẹ với dì ba, dì tư, với dì út ai cũng sợ con sên hết á. Con sên nó ngứa, nó cắn chết luôn, có con đĩa nữa đó. Thôi đi lấy dép mày vô nhà con. Lượm dép thì vô nhà con.
Ốc móng tay nướng mỡ hành xong hết rồi, Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị em cùng ăn với nhà của Khánh. Dung với mấy đứa em thì mắc quay phim ở ngoài vườn kìa, quay riết để hồi tối quay không được thì chút xíu nữa vô ăn sao. Rồi giờ Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn nha. Xin mời ông bà cô bác. Con này mập lù nè, con này mập nhất luôn. Đó, ăn thử nè. Ai đây? Đó, con này nó ở đâu dưới cát á. Nằm thẳng đứng dưới cát rồi mẹ. Ở dưới cát lại nằm gì nè. Nằm gì nè mẹ. Thẳng nhìn cái lú cái đầu này lên không nè. Chỉ cho mẹ ăn coi, chỉ cho mẹ ăn lấy cái ruột. Không có lấy đâu ăn không ơi. Cái ruột hả? Ăn lấy không lấy được không? Không lấy không có gì. Ăn lấy không có gì. Để có cát á. Để có cát mà. Cũng còn có còn. Mình chấm với muối tiêu. Ngọt quá ha. Con này thịt không à. Con này ăn còn lòi hơn nhiều nữa. Nhiều giỏi năng kịch rồi. Mà con này nó rẻ hơn nhiều nhiều luôn á. Nhiều đâu anh. Có mấy chục ngàn ký. Còn con này có 35 ngàn ký à. Thầy chắc dễ bắt. Nghĩ gì biển chứ dễ bắt. Cái loại loại vàng vàng loại vàng nó. Thì em mới tiêu qua là cháu một cái nó sặc vô. Nó đi thứ chanh. Nước nước chưa nó ngon. Tại nó kêu mẹ mẹ tao á. Ờ đó. Con này ăn chứ không lỗ luôn. Không lỗ miếng nào ngon, ngon hơn con chanh chan nhiều luôn á. Con chan nước ngọt mà ăn nó lạt hơn rồi. Hồi mấy năm trước á, ở đây đâu có con ốc móng tay này đâu, người ta đâu có bán đâu, mà sau khoảng chừng 3 năm trở lại đây á là người ta bán dữ lắm, bán luôn. Mà bán rẻ nữa. Mấy năm trước là 135 ngàn ký. Hồi đó nhớ lâu lâu cha đi làm gì cha hay mua á. Hồi đó còn lâu 135 ngàn ký. Con này chắc nó sống thiên nhiên đâu với cát với biển. Mày chắc có nuôi mày ơi. Có nuôi mới bán rẻ chứ còn sống thiên nhiên chắc bán không rẻ đâu. Dạ. Nuôi mà kiểu như nuôi nghêu vậy á. Nuôi thả nó lại vậy. Ơi ok, nói gì ba đó, gì ba căn nhà hay gì đó, gì ba vô chưa? Dì ba mới vô không? Ủa mẹ cắn bỏ cái đầu của nó hay gì vậy? Cái đầu? Cái này ngon nhất nè mẹ. Cái nội của nó ngon. Mà mẹ cắn mẹ bỏ. Ngon nhất á. Ăn gì mẹ nó, cái đó nó mới sực sực á. Ngon. Ăn tốt mới giỏ nó hay gì vậy? Lấy cái ruột của nó ra cho mẹ. Con này thì có con thì cái con này là ảnh cái tâm nguyên gỗ thì là hình như là không có cát, đúng không? Không có cát chỉ có cái ruột thôi. Mình ăn thì mình tách cái ruột ra ngoài, mình bỏ cái ruột của nó. Thơm hương mùi dễ xào à. Xào giá hẹ. Là ngon. Rẻ. Ăn thêm cái chừng là cà rốt rẻ. Cái này ngon mà mới bỏ. Mới ăn thử cái nào á hả. Giống như chan chan vậy nè. Mà nó ngọt nha rồi. Con này cũng ăn rẻ hơn mua thịt. Đúng rồi. Cũng mua dễ xào mà giá hè bữa kho. Ốc mỡ mà kho hả? Cái gì? Cái móng tay kho.
ngọt. Ốc cây kho xả ớt nữa, y như ốc vậy đó. Về cũng luộc sơ sơ xong rồi lấy ruột ra. Lấy ruột ra rồi bắt đầu mới ướp lại kho. Cái thịt con này nặng không vỏ. Cái vỏ có chút xíu à. Nhớ cái lần tham nữa nó mua nó gì anh chơi ấm nhách. Ấm nhách ăn bằng tước mua ngon. Ừ, thì mình coi mình nhìn thấy lòi ra đó mình thấy mình biết mà. Nó mua 35 ngàn ký nó không mua nó lại mua 30. Giống như cái con ngày hôm qua chứ con bữa nay vậy. Ngay 30 cái nó gì nó chơi ấm nhách. Nó không phải con biết mà mua 35. Nói vậy tiền nào của đó mình thấy rẻ mình cũng đừng ham hùng. Tao thấy nó tưởng là bằng, nó tưởng như giống nhau mà gấp cũng không phải. Còn mặt còn ốm. Thì giống như mua dưa hấu vậy á. Thường thường vậy á. Nó hơi có 5 ngàn mà chê. Cuối cùng á mua cái 30 về dục trần. Nó cực dở, nó thịt ít. Đánh nêm nếm mà cái con này là nó mặn mặn ngọt ngọt là vừa ăn luôn. Có điều là cái con này thịt nhiều quá, bởi vậy là người mà ăn chừng 4-5 con mà thấy no no rồi đó. Tại vì nó là hải sản mà. Với lại nó có dầu. Nó dầu có ăn nổi. Thôi bây giờ cả nhà Khánh ăn được nhiều ăn. Ăn tiếp đây xíu nữa dùng sẽ vừa ăn sao. Thôi bây giờ cả nhà Khánh ăn tiếp đây. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu như ông bà cô chú anh chị thấy thì nhớ like, chia sẻ như là có hết quảng cáo để ủng hộ cho Hương gì đừng quên nha. Vậy thì cả nhà Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại.